Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Thưa các bạn, sau đây sẽ là những tin chính có trong video ngày hôm nay. Chi 40 triệu bảng và đưa ông ấy thay Emery. Cựu ngôi sao của Arsenal Paul Merson cho rằng đã đến lúc đội bóng cũ của anh nên sa thải huấn luyện viên Unai Emery. Chi ra 40 triệu bảng và đưa ông ấy thay Emery. Cách đây chưa lâu, Arsenal đã có trận thua thảm hại trước Leicester với màn trình diễn tệ hại của pháo thủ. Huấn luyện viên Unai Emery đã phải chịu vô số chỉ trích. Đã không có ít người hâm mộ nên lên tiếng kêu gọi lãnh đạo đội bóng sa thải vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này. Paul Merson cho rằng với những gì mà Brendan Rodgers đang làm ở Leicester thì vị cựu huấn luyện viên Liverpool là người xứng đáng để thay thế Unai Emery nhất. Tôi nghĩ rằng Brendan Rodgers là một trong những thương vụ đáng đầu tư nhất, Paul Merson nói với Sky Sports. Nếu tôi là Arsenal, tôi sẽ gọi cho Leicester và nói rằng bạn muốn bao nhiêu. Nếu bạn trả 72 triệu bảng cho một cầu thủ chạy cánh PP chỉ chơi ở League One và chưa chơi ở Premier League, thì tôi sẽ trả 40 triệu bảng cho ông ấy vào sáng mai. Tôi sẽ nói Arsenal phù hợp với Rodgers, Arsenal hoặc Tottenham. Tôi không hề đánh giá thấp Pochettino, đừng hiểu lầm tôi nghĩ ông ấy ở đẳng cấp khác. Tôi nghĩ rằng cả hai đội sẽ nhìn vào Rodgers. Đối với tôi, nếu bạn định đưa Brendan Rodgers và nhìn vào những gì ông ấy đã làm với các đội Chelsea, Celtic, Liverpool và bây giờ là Leicester, bạn hãy cho ông ấy một kế hoạch 6 năm và để ông ấy làm những gì ông ấy muốn làm. Rodgers sẽ cải thiện các cầu thủ. Arsenal đã thất bại với canh bạc 72 triệu bảng. Cựu tiền đạo Charlie Nicolas tin rằng khoản đầu tư của Arsenal dành cho Nicolas Pepe đã thất bại. Mùa hè năm 2019, Arsenal đã chi ra đến 72 triệu bảng đón Pepe về Emirates từ Lali. Ngôi sao người bờ biển Nga có khởi đầu khá chậm chạp cùng với pháo thủ. Sau 15 trận đấu, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi chỉ đóng góp vào 3 bàn thắng cho Arsenal. Không chỉ thể hiện một khả năng dứt điểm kém cỏi, Pepe còn làm giới chuyên môn phải đặt dấu hỏi về khả năng hoạt động trong khu vực 1/3 sân đối thủ. Khi anh liên tục có những tình huống di chuyển rất tốt và không đóng góp nhiều cho lối chơi của toàn đội. Chia sẻ trên Sky Sports, Nicolas tin rằng canh bạc dành cho Nicolas Pepe của Arsenal có thể đã thất bại. Nicolas Pepe đang vật lộn để đáp ứng kỳ vọng của mức giá 72 triệu bảng, một kỷ lục câu lạc bộ. Tôi đã từng nhận định Pepe là một thương vụ mạo hiểm nhất của Arsenal. Pepe có tiềm năng lớn nhưng không phải là người tôi nghĩ họ nên chiêu mộ. Arsenal đã chi ra 72 triệu bảng cho một cầu thủ tiềm năng trong tương lai dù đã có Saka, Nelson và Martinelli. Điều đó thật lạ. Thay vào đó, họ cần thêm các trung vệ. Norris Koscielny đã rời ra đi, Socrates chỉ có vậy, còn Mustafi như người thừa. Burkett cũng rời đi và hệ thống phòng thủ cần xây dựng lại. Nhưng họ đã làm điều đó hay chưa? Huấn luyện viên trưởng không phải chịu trách nhiệm cho tất cả, nhưng phần lớn trong đó thì có. Mấu chốt của vấn đề chưa được giải quyết. Tìm nhà ở Ý, ngày Saka rời Arsenal đã cận. Granit Xhaka đã có những động thái tìm nhà mới ở Italia sau khi không còn muốn cống hiến cho Arsenal. Tìm nhà ở Ý, ngày Xhaka rời Arsenal đã cận. Granit Xhaka đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông tại London trong 2 tuần trở lại đây sau khi đóng vai chính trong scandal ở trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace. Cũng từ sau thời điểm đó, Xhaka đã không còn xuất hiện trong đội hình thi đấu của Arsenal. Thậm chí mới đây, trước sức ép quá lớn từ dư luận, lãnh đạo của Arsenal cũng đã quyết định tước băng thủ quân, người thay thế anh đảm nhận vai trò này đó là Eric Aubameyang. Trước việc không còn chút lưu luyến nào với Arsenal, theo GSI, tiền vệ người Thụy Sĩ thời gian qua đã bắt đầu tìm nhà mới tại Italia, cụ thể là thành phố Milan để định cư. Điều này cũng dấy lên những tin đồn về khả năng Xhaka có thể sẽ chuyển tới đầu quân cho một trong hai đội bóng thành Milano, đó là Inter và Milan. Được biết, phía Milan cũng đã có động thái muốn đàm phán với Arsenal về tương lai của Xhaka. Hiện mức giá của Xhaka đang rơi vào khoảng 50 triệu euro, một con số không hề nhỏ đối với cầu thủ có phong độ không tốt trong hơn năm qua. Ngoài Xhaka, một ngôi sao khác cũng có nhiều khả năng sẽ rời Arsenal trong tháng riêng này, đó là Lucas Torreira. Đây là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Arsenal trong những năm gần đây, chỉ với 26 triệu bảng. Kante Nam Mỹ đang đến cho pháo thủ một tinh thần chiến đấu đến cùng, khao khát giành lấy quả bóng, đúng nghĩa một tiền vệ phòng ngự rất thực thụ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!